Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 11 từ câu 16 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Tôi phải thí thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chờ gọi lũ trẻ khác và nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than. Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống thì thiên hạ bảo ông ta bị quỷ ám. Con người đến cũng ăn cũng uống như ai thì thiên hạ lại bảo đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu ví những người thuộc thế hệ của người như lũ trẻ chơi ngoài chợ. Lũ trẻ không chịu chơi, thụ động, không biết thích nghi với trò chơi, không hưởng ứng với cuộc chơi. Những người thời Chúa Giêsu cũng tương tự như lũ trẻ ở khía cạnh hưởng ứng. Đối với Gioan Tẩy Giả thì họ chê, còn đối với Chúa Giêsu họ lại bác. Họ không ủng hộ ai, không đón nhận ai, cả Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu đều bị họ viện lý do để chê trách. Họ cố chấp hết chỗ nói. Khi không muốn nghe, người ta có cả trăm lý do để biện minh. Khi sợ sự thật, con người ta trở nên kẻ người biện. Sự thật thì mất lòng. Sự thật bao giờ cũng có gai. Nó làm người ta đau và có xu hướng chạy trốn sự thật. Lời Chúa là sự thật, là chân lý. Nhưng một khi chân lý không được công nhận thì sẽ bị người ta loại trừ. Cả Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu đều chết để làm chứng cho sự thật. Chúng ta, những kẻ tin vào Thiên Chúa, có dám làm chứng cho lời người không? Hay chúng ta không khác thế hệ thời Chúa Giêsu? Đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Nhưng để nhận ra đức khôn ngoan vốn là chính Đức Kitô, chúng ta phải là con cái của Đức khôn ngoan, phải thuộc về Đức khôn ngoan và hướng về Đức khôn ngoan, ước ao Đức khôn ngoan. Lạy Chúa, xin ban đức khôn ngoan của người cho chúng con, để chúng con hiểu được lời Chúa, được biến đổi và sống theo sự hướng dẫn của đức khôn ngoan và hành động theo đức khôn ngoan.